thằng nhãi dám đấu với tao. Triển chiêu, lại đây. Triển chiêu về rồi. Triển chiêu ư? Tiền đây, tiền đây. Triển chiêu, ưu nhị xin kính cậu một chén. Hôm nay phải nói thực một câu, triển chiêu chiến thắng quả là không dễ gì. Theo tôi được biết, bánh xe lửa chưa chịu thua bất cứ một ai. Ưu nhị quá khen, tài quá, chúng ta cùng uống mừng nào. Ưu nhị, xem ra cô biết nhiều chuyện về trùng nhị hội nhỉ. Ngốc à, chưa biết chừng ưu nhị chính là người của trùng nhị hội. Cậu đúng là được cái miệng. Người của trùng nhị hội thường xuyên đến đây dùng bữa, vì thế tôi được nghe họ nói, chứ đâu cần phải tham gia trùng nhị hội mới biết. Nào, tôi mời mọi người. Hết rượu rồi, để tôi đi lấy. Kiều Kiều thật nết na. Phải rồi nhị muội, mấy ngày qua sao tôi không thấy Xuân Đào đâu? Xuân Đào, cô ấy đã tìm được một nơi nhờ tựa, bỏ việc không làm nữa rồi. Cô có biết người đó là ai không? Xuân Đào không chịu nói, cứ nửa kín nửa hở. Tôi bằng này tuổi rồi, không lẽ tôi còn tranh với cô ấy ư? Chuyện đùa. Cũng không hẳn. Trông cô trắng trẻo hấp dẫn, vẫn còn giữ được xuân sắc. Chưa biết chừng cô cướp của người ta thật. Nói có lý. Cậu biết không, ngày nào tôi cũng ăn món đậu phụ của quán tôi, bổ âm ích khí, da đẹp tóc trơn. Thật thế ư? Triển chiêu, cậu phải ăn nhiều vào. Gắp cái con khỉ, bổ âm ích khí kia mà. Nào nào, để tôi bảo nhà bếp làm thêm cho các vị mấy món nhắm. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Mang rượu vào đi. Kiều Kiều, cô ở đây có quen không? Ưu nhị đối với con rất tốt. Nhưng con thấy các cô nương ở đây cô nào cũng xinh đẹp. Còn con thì quê mùa. Muốn xinh đẹp dễ thôi. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi một chuyến. Lập tức cô sẽ được lột xác. Kiều Kiều, lát nữa tôi mua cho cô hai khúc vải, mai bộ đồ mới. Sau đó dẫn cô đi mua son phấn, vậy là đủ rồi. Chị Ngậu Tuyết, cảm ơn chị thì lại tốt với em. Nè, Bùi Tuấn, các cô gái ở tỉnh thành hình như không có gì đặc biệt. Đó là bởi vì nhìn thấy nhiều quá cho nên mới thấy tầm thường mà thôi. Đúng vậy, kẻ ăn chết, kiếm không được người nào tốt hay sao? Chắc chắn sẽ kiếm được mà. Ê, Bùi Tuấn, ê, xem kìa, cô đã được lắm. Ý, đó có phải là Ngạo Tuyết hay sao? Ngạo Tuyết? Ồ, ta nhớ ra rồi, chính cô gái ngày hôm đó còn người ta nhảy phải không? Phải, chính là cô. Ta đã nói cô ta đẹp rồi. Ê, xem cô bên cạnh kìa, còn đẹp hơn cô ta nhiều nữa. Ngạo Tuyết là tiểu thư khuê cát. Thiếu gia coi bộ thích cô nhà khuê cát đó. Không giống. Ê, qua đây. Nhìn cổ đẹp thiệt đó. Hay là gì? Để tôi làm nhịp cầu cho hai người gặp gỡ. Sao hả? Vậy mới được chứ. Đi. Đi. Cái này đẹp lắm. Cái này đẹp nè. Phải, có chuyện gì? Không có gì. Tôi và thiếu gia của tôi tình cờ đi ngang đây, nhìn thấy hai vị cô nương, cho nên vào đây chào hỏi. Ồ, chào hỏi đã xong, đi được rồi đó.
Như vậy cô nương, ông chủ của tiệm vải này ta quen thuộc ghê lắm. Nếu như muốn mua cái gì, cứ việc chọn đi, cứ việc lấy. Ồ, như vậy à? Nếu như tôi chọn hết thì làm sao? Ê, cứ việc lấy hết đi. Cứ việc vô sổ của Trấn Nam Dương phủ chúng tôi. Lẽ làng, ông chủ, mang hết ba cái vải này tới bao trại của chúng tôi. Kiều Kiều, chúng ta đi. Nên là Ngọc Tuyết, hãy dừng bước. Chuyện gì nữa đây? Làm phiền cô nói với Triển Chiên tiếng. Trạm thứ ba đã chuẩn bị xong rồi. Nếu vậy là nghĩ gì? Cửu tử nhất sanh. Cửu tử nhất sanh? Trò chơi gì vậy? Muốn biết hả? Một hai câu không thể nói rõ hết đâu. Hay là chúng ta tới trà lậu phía trước, chúng ta ngủ uống trà, rồi thiếu gia của tôi từ từ giải thích cho các cô biết. Sao hả? Có được không? Nói nhiều quá làm gì? Đi. Tôi hỏi hắn đùa cái gì? Hắn không có chịu nói ra. Tới lúc đó tôi nói tôi muốn đi, hắn mới nói cho tôi biết cái gì mà cửu cửu 81. Nói cũng như là không có nói vậy thôi. 9981 à, mày biết là nghĩa gì? Sau đó tôi hỏi thêm, hắn mới nói là không thể nào thổ lộ được. Nếu bằng không, hắn sẽ bị trùng nhi hội, trục xuất ra khỏi hội tịch. Tôi thực sự không thể nào làm gì được hắn. Dân lý chùi, mã đường tiền, cửu cửu nhất sanh. Những danh hiệu này đây, hình như đều có liên quan tới hiện thực. Vì vậy tôi suy đoán, cửu tử nhất sanh, biết đâu chừng là có liên quan tới con số đó. Liên quan con số? Không lẽ thử tài tính toán với ta? Triển Chiêu, nguyên nghĩ quá đơn giản. Trong nhiều hội, muốn đạt được điểm can đảm. Y trên bệnh, Thu Hào là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến tại châu Á. Chúng tôi hiểu rằng uy tín là điều quan trọng nhất mà một công ty trò chơi trực tuyến phải sử dụng với khách hàng. Hơn hết, chúng tôi đặc biệt trân trọng sự tin tưởng mà khách hàng đặt vào chúng tôi trong một môi trường chơi game trực tuyến đầy thách thức như hiện nay. Truy cập ngay bài trên trang web Chào Nhiệm Thiên Nhân Thái Lộc. Cái trạm cuối cùng chính là trạm nguy hiểm nhất và khó vượt qua nhất. Nè, đừng có lo, ngày mai em nhất định đi hỏi thăm giùm anh. Không cần, mấy trò vô duyên của trùng nhi hội là trò chơi của các công tử. Trạm thứ hai ta nhất định vượt qua, còn trạm thứ ba không thành vấn đề. Công tôn sách, đừng có lo xa. Triển Chiêu, cẩn thận vẫn tốt hơn. Anh đừng có sợ nha, em sẽ lo cho anh. Chị, ở đây có 9 mảnh đất. Trong 9 mảnh đất chia thành 9 ô. Ở trong 9 ô chỉ có một ô có thể đạp lên được. Cái đó gọi là cửu tử nhất sanh. Nếu như sĩ đạp trúng những ô khác thì lúc đó lúc đó sẽ giống như là cái ly này vậy. Em thấy thôi đi, chơi kiểu này thật nguy hiểm quá. Không được, đã qua hết hai trạm, đây là trạm cuối cùng. Không sợ bị nổ chết hay sao? Chắc là không đâu. Coi kìa, bao trưởng nó suy nghĩ giùm cho anh đó. Tại vì mấy cuối cùng có chất nổ. Cụ tử nhất sanh, thật giống như tên gọi. Sao hả Tiễn Chiêu? Thiên hạ đệ nhất bạo gan giống như người, bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp đó. Trò chơi này hoàn toàn dựa vào sự may mắn. Triển Chiêu tham gia thật là không có ý nghĩa gì hết. Miếng nào có chất nổ, miếng nào không có, chắc là phải có nguyên tắc chứ. Ta chỉ có thể nói cho biết, ở chỗ này một ô thì biểu cho một con số, 9981 con số. Cái đó còn tùy vào sự may mắn nữa. Trong cuối cùng có thêm cuối cùng, làm người ta hoa mắt. Bà chuẩn, ngươi đang nghĩ gì? Hoa mắt nói làm gì, bây giờ còn đang chóng mặt đó. Được rồi, đừng ngang bước nữa. Chỉ có cái dũng của thất phu cũng hoàn toàn vô dụng. Phải rồi, phải suy nghĩ cho kỹ. Tham gia vào trùng nhị hội không phải dễ đâu. Phải,
để cho Triển Chiêu tham gia vào trùng nhi hội, hay là kêu hắn nhảy xuống vực thẳm chết phất đi. Nè, Bao Chuẩn. Bao Chuẩn. Ê da, đây không phải gì thiếu gia Ngô Chương và Ngụy Tước hay sao hả? Ê da, chúng ta tình cờ đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy các người đang chơi cái màn cửu tử nhất sanh này đây. Ta thích mạo hiểm, ta thích cái trò chơi, ta chơi chung với người được không vậy? Cửu tử nhất sanh, cũng không có gì khó mà. Nè người bạn Hội Triển kia, có phải sợ hay không? Anh tới làm gì? Điên rồi. Như vậy tiểu dương gia, Bao Chuẩn muốn dừng nội hứng, cũng muốn thử nữa. Nè Bùi tướng, Bao Chuẩn cũng muốn chơi nữa, có được hay không? Ờ, không có sao. Ờ, chỉ cần các ngươi không ngại mất thêm một mạng người nữa, đâu có ăn thua gì. Mọi người nghĩ sao? Bao Chuẩn cũng muốn chơi, có vui hay không? Chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Triển Chiêu, chuẩn bị xong rồi chưa? Ờ, xong rồi. Ngô Chương, Bao Chuẩn kia có thể nghĩ được câu trả lời hay không hả? Xê, chút xíu mà nó nghĩ được câu trả lời à? Thật là thần kỳ đó. Phải rồi, nếu chỉ có chút xíu mà hắn có thể phá được, vậy từ nay kêu hắn là Bao Thần Tiên đi. Không sao, không sao. Các người có thấy chưa? Cái này chắc không? Chắc chắn. Lại để cho Triển Chiêu này qua được trạm, vậy là phải để cho hắn tham gia vào trùng nhị hội của chúng ta. Bao Chuẩn, dở trò gì vậy? Đâu có dễ dàng như vậy. Ta cho người nhảy nè. Cẩn thận. Cẩn thận. Quá. Hey. Ha. Ha tên này thiệt. Triển Chiêu. Không sao chứ? Không sao. Không sao, không sao là được rồi. Tôi không sao. Ờ, Căng Ly, Căng Ly. Triển Chiêu à, không phụ trọng vọng, nhiệm vụ lần này thì là khá lắm. Hay vậy bà đại nương quá khen. Tất cả công lao đều là của Bao Chuẩn đó. Nếu không phải anh tính được phương pháp thoát sanh của cụ tử nhất sanh,
Tôi đã tan xương nát thịt, không còn chỗ lành lặn đâu. Ê bà đại ca, sao anh biết được phương pháp thoát sanh của cửu tử nhất sanh? Đó là xấu hổ. Ở trong câu trả lời của tôi có thành phần suy đoán. Bởi vì trong cái trò chơi cửu tử nhất sanh này, thì nguyên tắc họ cho trước, không cách gì suy đoán được. Chính cái cờ này là an toàn. Vì vậy tôi mới suy nghĩ, có lẽ qua mặt chữ có thể được câu trả lời. Cửu tử nhất sanh. Vậy thì chỉ có những con số có con số 1 mới an toàn mà thôi. Hay nói cách khác, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, cho tới 81. Đơn giản vậy hả? Đơn giản vậy. Đơn giản vậy. Bây giờ rõ ràng là đơn giản như vậy đó. Trời giờ, vậy mày cũng không hiểu. Nè nè nè, Triển Chiêu rót rượu. À được. Nè nè, không cần biết là 71 hay là 81, chúng ta cũng cho sai mấy thôi nha. Hết rượu rồi, để tôi đi mua. Nè, thôi đi. Ngày hôm nay em đãi anh Hùng, cái việc đi mua rượu để em lo, để em lo, hả? Được rồi, cứ việc ngồi xuống hết đi, ai cũng không được đi. Tao qua nhờ Dương đại ma kế bên mang bầu rượu tới đây. Cho các vị không làm phiền chứ. Kiều Kiều, cô có lộc ăn rồi, tới thật đúng lúc. Nè, ngồi xuống ăn đi. Ngồi đi. Không, chị Gió Hạc à, tôi ăn no rồi. Hôm nay tới để thăm mọi người và bà bá mẫu đó. Ê, Kiều Kiều, bộ đồ này đẹp thật đó. Chính chị Ngạo Tuyết đã lựa giùm cho em. Em còn chưa cảm ơn chị nữa. Thôi, còn phải cảm ơn thiếu gia Ngô Trường đó. Giàu có như vậy, mua biết bao nhiêu giải cho cô, cho nên mới mang những bộ đồ đẹp tới như vậy. Nói đúng thiệt, coi kìa, bà cái giải này hả, đủ để cho mặc suốt đời. Những cái đó để dành cho bá mẫu và nhị vị tỷ tỷ xài đi. Kiều Kiều, phải nhắc nhở cho em biết, đừng thấy mấy chàng công tử kia bề mặt tốt với em, thật ra không biết có phải lòng dạ bất chánh hay không. Em phải đề phòng một chút nha. Cảm ơn chị Võ Hạc. Đối với những người đó, hồi đó tới giờ em không có dám mộng tưởng đâu. Là đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Ngồi đi. Rượu để bao phu nhân, giờ bên ngoài đông người quá nên tới trễ. Xin lỗi, sao đông người như vậy? Hình như có người chết. Ai vậy? Là một cô gái, nghe nói là... Dương Nhị Tỷ hả? Xuân Đào. Xuân Đào? Ồ. Xuân Đào. Dương Nhị Tỷ, chuyện gì vậy hả? Ngày hôm nay bổ khoái tới tiệm của tôi điều tra về cái chuyện của Xuân Đào cho nên tôi mới biết được. Ê, thiệt là chán quá đi, không biết tôi đã gặp phải cái giận xui xẻo gì nữa. Bộ khoái kia có nói gì hay không? Xuân Đào không còn là người ở trong tiệm của tôi. Cả cái chuyện này không có liên quan gì tới tôi. Nhưng mà mấy người đó tại sao lại tới tiệm của tôi để điều tra? Bao công tử biết mà. Từ lúc Dương Hiền xảy ra chuyện thì cổ đã bỏ đi. Ta biết chứ. Đúng như vậy. Không biết có phải là cổ cảm thấy mình có lỗi với Dương Hiền hay không, nên uống thuốc độc tự tử. Uống thuốc độc tự tử? Đúng rồi, ngõ tác nói vậy đó. Xuân Đào trúng độc qua đời. Nè đại nương à, đừng có buồn nữa nha. Bà Chuẩn, có để ý không? Chiếc cũ mang về ngược rồi. Ê, cũng là các người nữa, chuyện gì? Chúng tôi tới coi kết quả khám thầy. Chẳng qua chỉ vì tình uống thuốc độc tự tử thôi. Khẳng định vậy à? Dòm cái thấy rõ, cô ta chết ở trên nắm mồ của nhân tình. Cái đó không phải là chết vì tình hay sao? Con à, cô nương này đã có mang rồi. Có mang. Có mang. Không thể như vậy. Thế nào, không tin hả? Có thể mổ bụng coi thử, để xem cổ có mang mấy tháng rồi. Bao phu nhân, bà nói không sai. Người con gái này thật sự đã có mang rồi. Khoảng bao lâu vậy? Khoảng là 3 tháng đó. Đại nương à. Đại nương. Mà đại nương, tôi là công tôn sách, đang gặp tại một xuân nào đó. Nè, người này là bao chuẩn, đây là bao đại nương. Chúng tôi tới giúp cho bà. Cho chúng tôi vào nói chuyện có được không? Không cần.
Nó đã chết rồi. Nói gì đi nữa cũng vô ý nghĩa. Các người đi đi. Má đi nương. Con số gì có lẽ bà đây còn chưa biết. Xuân Đào trước khi chết đã có mang rồi. Nó hồi đó tới giờ không nghe ta nói. Bây giờ bị chết quan thì cũng mặc kệ nó. Ta không muốn biết đâu. Các người đi đi. Ấy, đại tổng, nuôi con lớn tới như vậy, ra đi không nói một tiếng. Bây giờ có người muốn tìm hung thủ giùm, làm mẹ đâu có thể nào từ chối. Để cho đứa con đã qua đời của bà, làm sao nhắm mắt được. Trên đời này, đâu có bà mẹ nào không thương con của mình chứ. Nhưng mà, ta làm được gì đây? Nói sự thật cho nó biết, nó sẽ tìm ra hung thủ cho bà. Bà định nói, con gái ta không phải tự tử à? Đó là cái điều mà chúng tôi muốn tìm hiểu rõ. Nghe nói Xuân Đào trước khi chết muốn lấy chồng, không biết là cậu muốn lấy ai? Ta không biết, ta không biết gì hết. Đại đương. Hả? Xuân Đào có mang à? Cô khám sai hay không? Xuân Đào có mang, vậy biết có người nào hay không? Cái chết của Xuân Đào một thay hai mạng. Người đàn ông kia đáng nghi nhất. Nếu như chị đi biết được, tốt hơn hết hãy nói chúng tôi nghe đi. Tôi không phải là Xuân Đào, làm sao biết được nhiều như vậy. Mau công tử à, tôi còn phải lo việc làm ăn, tôi không tiếp đãi nữa. À, vậy tôi không làm phiền đâu. Dương Nhị Tỷ theo cô ta tới trấn Nam Dương phủ. Tôi suy đoán Xuân Đào tuyên bố người muốn cưới cô ta rất là giàu có, chính là Ngô Chương đó. Chắc bà đi tìm Ngô Chương để báo tin về cái việc phát hiện Xuân Đào đã có bầu. Rất có thể Ngô Chương là cha đứa nhỏ chưa ra đời trong một Xuân Đào. Đó là kết quả của những người con gái ham chuộng hư danh, mơ mộng diễn dâm muốn làm vợ của thiếu gia trấn Nam Dương phủ. Vậy càng tốt, đứa trẻ chưa ra đời bà đã tự tử rồi. Thật sự là khổ quá đi. Bây giờ còn chưa có khẳng định. Bà trưởng, con nghĩ ngờ chuyện gì? Giày của Xuân Đào không phải mang ngược hay sao? Tóm lại tôi thấy gần đây sao nhiều chuyện quá. Trước tiên là Dương Hiền chết ly kỳ, sau đó Trùng Nhị Hội có hành động khả nghi. Bây giờ có cái vụ một thay hai mạng. Bà trưởng, tóm lại chung với người thiệt xui xẻ quá. Đừng có nói ta. Nè, hỏi em nè, phía Trùng Nhị Hội bây giờ thế nào rồi? Hey, không biết Trùng Nhị Hội gì hết. Không biết. Giả điên. Hỏi cho ra lẽ. Đừng mà, đừng, đừng. Ê, này đây. Có thơ, có thơ. Em thật sự là người cứu mạng của anh đó. Khai Phong phủ nha, sư tử đá. Lập tức tới trình diện. Đi mau. Không đi. Đợi tôi dẹn cơm tối. Chính ra. Chính ra. Chính ra. Băng tuyết tuyết dung hữu thời tận, thành hoàng hữu lý kiến chân chương.
Sanh ta là phụ mẫu. Người sanh ta là phụ mẫu. Còn tái sanh ta là trùng nhị hội. Còn tái sanh ta là trùng nhị hội. Những gì quá khứ kể như chết. Những gì quá khứ kể như chết. Những gì tương lai kể như sống. Những gì tương lai kể như sống. Sĩ nhập tam giới tu la môn. Sĩ nhập tam giới tu la môn. Về sau chúng ta sẽ là huynh đệ máu nồng hơn nước. Cái ngọc bài này chứng minh ngươi là hội viên của trùng nhị hội chúng tôi. Cất cho kỹ nha. Tỉnh rồi hả? Nè, tại đây đi. Chúc mừng huynh tham gia vào trùng nhị hội. Tôi... Ê, lúc nãy tôi nhớ nằm trong quan tài mà. Sợ rồi hay sao? Theo nguyên tắc của trùng nhị hội, muốn gia nhập vào trùng nhị hội phải chết trước một lần, để cho nhà ngươi nằm trong quan tài, kể như là nhà ngươi đã trùng sanh rồi đó. Nói gì bây giờ tôi được sống lại? Tôi sống lại rồi. À, không sai. Ngươi tham gia vào trùng nhị hội phải đi một vòng điện Diêm Vương, chết đi sống lại. Những người ở tại chỗ này không sợ trời, không sợ đất, muốn làm gì thì cứ làm. Đúng như vậy đó. Chuyện chiều, có mỹ nhân, có rượu ngon và đồ ăn ngon. Nè, nghỉ xa chút đi. Nè, qua đây hưởng thụ, qua đây hưởng thụ. Nè. Công tử, anh tên là gì? Huynh đệ, đầu bếp ở tại chỗ này đều là những người làm việc ở trong ngự thiện phòng. Đồ ăn Nam Bắc đều có hết. Muốn ăn món gì? Cứ việc nói tiếng đi, hả? Chẳng trách gì nhiều người muốn tham gia vào trùng nhị hội. Thì ra trùng nhị hội tốt tới như vậy. Cái này chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau này còn rất là nhiều điều lợi nữa đó. Nè nè nè, Triển Chiêu, cầm một ly. Nè, cạn đi. Rượu không phải uống vậy đâu. Tôi đã nghĩ ra một cách. Nhảy múa đi, nhảy múa. Ê nè, nhảy múa hả? Để tôi thử. Hay quá. Phải. Nhảy múa đó. Các người nhảy đi. Phải rồi. Chúng ta xem đó là vũ hội của hội trùng nhị đi nha. Được. Như vậy nha. Chúng ta đặt cho nó một cái tên. Gọi là vũ sói đi. Vũ sói hả? Không có hay chút nào hết. Nè Trương Trương, cái vũ điệu đó người sáng tạo, hãy đặt tên đi. Gọi là tăng gô. Tăng gô. Tăng là tăng gia, chữ tăng. Tăng gô hả? Đúng rồi. Hay. Tên nghe hay, quyết định như vậy đi. Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau nhảy tango. Đi nhảy đi.
Cũng may tôi thông minh, nếu không tôi đã làm chuyện có lỗi với Ngạo Tuyết. Bây giờ Triển Chiêu về rồi hả? Nè, mau đi mau đi, Triển Chiêu đã về tới rồi nè, qua đây hết đi. À, Triển Chiêu về rồi hả? Phải. Không sao chứ? Không sao, chuyện gì? Con đi đâu vậy? Hai ngày rồi. Đã hai ngày hả? Bộ không biết sao? Mình mấy hôm mua rượu. Đi đâu vậy? Chúng ta vào trong nói nha. Đi mau, đại nương vào trong. Ê, nè. Đi mau, đi mau. Bao chuẩn, anh nói không sai. Ngô Chiêu và Ngụy Tước thật sự là người chủ mưu của Trùng Nhi Hội. Ngô Chiêu là hội trưởng, Ngụy Tước là phó hội trưởng. Ấn bộ của họ tại chỗ này vậy? Chuyện này tôi không rõ. Sau khi hoàn tất nghi thức nhập hội, họ đã bịt mắt của tôi, kêu tôi rời khỏi chỗ đó. Tôi khẳng định là cái chỗ đó không có xa kinh thành bao nhiêu. Có lẽ ngay kinh thành. Phải. Cho các người coi cái này. Hả? Triển Chiêu, cái này đừng để Ngọc Thúy và Gia Hàng nhìn thấy. Triển Chiêu, như vậy cho thấy hai ngày mất tích của nhà người chắc là những cuộc phong hoa tiết nguyệt triền miên hả? Họ, bọn họ thật sự muốn tôi này nọ, nhưng mà nhà tôi thông minh, xoay trở tình thế, sáng tạo ra một vũ điệu thật là tuyệt vời. Điều vũ? Biết nhạc hay sao? Bất ngờ phải không? Điều vũ đó bây giờ đã trở thành vũ hội của họ Trùng Nhi, và tôi đã đặt một cái tên mới. Tên là gì? Tango. Tango? Có quan hệ gì với Tăng Giảm? Thông minh, Tango là mẹ của tôi. Nhưng mà đáng tiếc mấy đệ tử quan quyền đó không có biết chữ, cho nên không được để ý. Tôi đang chờ tụi nó. Nè, công tôn sách, mấy người đó thật sự sẽ sống một cuộc sống phóng đãng, vô trật tự, túy sanh mộng tử. Ê, về rồi hả? Về rồi à? Triển Chiêu, chạy ngay nữa. Nè, ngươi. Chúng ta đi trước nha. À, tôi cũng đi nữa. Cái gì vậy? Phải cái gì trong tay đó? À, không gì, không gì đâu. Rõ ràng có mà. Nè, nè, không có, không có. Đừng có coi, đừng có coi mà. Đừng có coi, đừng có coi mà. Con không được đâu. Nè, đừng có coi, đừng có coi, đừng có coi. Đừng có coi. Đứng yên. Võ Hạc. Ây da. Trả cho ngươi. Tôi đã nói là đừng có coi mà. Vậy này, 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 này. Nè, Triển Chiêu, đi mau. Ê, hôm nay sao mà yên tĩnh như vậy? À, xin chào. Ngày hôm đó trời mệt mỏi quá, nghỉ ngơi chút. Triển Chiêu, cái điệu vũ mà hôm đó người sáng chế coi được quá ha. Ngày hôm nay có gì mới hay không hả? Nói tới chơi, các người đã giỏi hơn tôi nhiều. Khiêm tốn quá đi. Chơi cái màn giả dối với ta hả? Chơi giả dối, chơi giả dối, khiêm tốn quá đi, khiêm tốn quá. Khiêm tốn quá đi. Qua đây nè. Đúng rồi, thật sự ngày hôm đó, tôi thật sự nhìn thấy quay phong của Trùng Di Hội, thật sự không thể nào ngờ trước được, phải. Triển Chiêu, còn có màn hấp dẫn hơn nữa người chưa thấy đó. Nè, Bùi Huynh, tại sao ngày hôm đó nhập hội chỉ có một mình tôi vậy? Tưởng dễ lắm hay sao? Trùng Di Hội không phải người nào cũng có thể vào được đâu. Không có bản lãnh, không thể vào được. Ồ, tôi hiểu rồi. Nè, còn cái gã Dương Hiền kia, tôi đoán chắc là như vậy đó. Cả cái trạm đầu tiên cũng không qua được. Nè, lúc nãy các người nói buồn chán, tôi có một ý kiến rất hay, các người có muốn thử không? Đề nghị cái gì? Làm ăn mày. Làm ăn mày? Triển Chiêu, ngươi muốn chúng tôi đi làm ăn mày hả? Có nghĩa là gì? Các người được xuất thân từ hào môn, sơn trân hải vị, cái gì cũng được ăn rồi. Làm ăn mày mà, chơi đặc biệt một chút. Thôi cũng được. Các người đều có trò chơi mới tôi đề nghị ra mà. Các người không thích thì bỏ đi. Bỏ đi nha. Làm ăn mày giờ giấy bẩn thỉu, có gì làm mà vui? Không hiểu gì cả. Tục ngữ có nói, làm ăn mày lâu ngày, cho làm vua cũng không làm nữa. Cho thấy làm ăn mày có rất nhiều điều vui, người ngoài không bao giờ hưởng thụ được. Có hiểu hay không? Nè, Ngô Huynh, vậy thì chúng ta cứ đi thử đi. Nếu như mà cảm thấy không vui, thì sau này đừng có chơi nữa. Được rồi, làm thì làm, ai sợ ai. Thông minh.
Nè, Triệu Huynh, từ nay ở trước mặt của Ngô Chương đừng bao giờ nhắc tới chuyện của Dương Hiền nữa. Nó kỳ cái chuyện đó lắm á. Tại sao vậy? Không lẽ cái chết của Dương Hiền có liên quan tới hắn? Dương Hiền là người của ta. Nó bỗng dưng qua đời, ta cũng đau lòng. Nhưng đáng tiếc nội tình, ta không tiện nói. Tóm lại bao chuyện điều tra cái chết của Dương Hiền, Ngô Chương là thẹn chốn đó. Ồ, Ngô Hiền rõ ràng là người giúp việc ở tại Bình Tây Dương Phủ. Cái chết của nó thôi chuyện tới ta. Các người muốn kiếm cái gì kiếm người tức đi. Tiểu Dương gia, đừng có nên nóng giận. Bao chuyện với họ để lấy lệ mà thôi. Ngày hôm nay chúng tôi tới đây chủ yếu là vì cái chết của Xuân Đào đó. Cái đó còn khó nói hơn nữa. Xuân Đào là người vợ chơi cưới của Dương Hiền, tại sao lại dính líu tới ta chứ? Xuân Đào khi qua đời đã có bầu được 3 tháng, có biết hay không? Ta làm sao biết được? Du Nhị tỷ không nói hay sao? Người nói vậy là nghĩa gì? Thưa tưởng thứ già quên thân Du Nhị tỷ, không phải sao? Ta không biết Du Nhị tỷ nào cả, chẳng khách. Mời. Không ngờ Ngô Chương đối diện đến vậy. Hắn càng ngày nói ra, điều đó càng cho thấy hắn không thể thoát khỏi quan hệ. Tránh đường giùm đi. Mau. Không sao, hắn trốn rồi, chạy mau. Đi, đi mau. Đi. Đại Đương. Đại Đương à. Đại Đương, bao chuyện bị thương rồi. Bị thương hả? Nè, ngồi xuống đi. Không sao, không sao. Bị thương ngoài da mà thôi. Bao công tử, quý thể không sao chứ? Công công. Công công đã đợi cả nửa ngày rồi. Bị thương ngoài da mà thôi. Không biết công công tìm ta có chuyện gì? Quan thượng có chuyện quan trọng, thì công tử và cung thượng nghĩ... Y trên bệ, Thu Hào là một con thị hành đạo trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến tại châu Á. Chúng tôi hiểu rằng uy tín là điều quan trọng nhất mà một con thị trò chơi trực tuyến phải sử dụng với khách hàng. Hơn hết, chúng tôi đặc biệt trân trọng sự tin tưởng mà khách hàng đặt vào chúng tôi trong một môi trường chơi game trực tuyến đầy thách thức như hiện nay. Truy cập ngay bài trên trang Nguyễn Chào Nhiệm Thiên Nhân Thái Lộc. Làm phiền công công hãy đợi một chút, ta sẽ đi theo ngay. Công Tôn Sách, lấy thùng thuốc qua đây giùm ta. Được. Bình Tây Dương, Trứng Nam Dương, thấu triệt của Hai Khanh trẫm đọc qua rồi. Chứ dù thống lệnh cấm người tiền của trẫm, đương nhiên cần phải kiếm người thay thế vào. Còn về cái người thích hợp kia, khải tấu hoàng thượng, khuyển tử Ngụy Tước lúc nào cũng muốn báo ân đào tạo của quốc gia, xin cho khuyển tử một cơ hội để tận trung với hoàng thượng, khuyển tử chắc chắn nó sẽ làm hết sức mình. Khải tấu hoàng thượng, con của thần Ngô Chương từ nhỏ đã được dạy dỗ không có giây phút nào quên long ân của hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy giúp cho khuyển tử hoàn thành tâm nguyện nhất triển sở trường. Hi, trẫm biết rõ công tử của hai người là những lương tài hiếm có. Ngụy Tước anh dũng thần võ, sơ sơ viên quạt, còn Ngô Chương cũng văn võ song toàn, danh vọng rất cao, làm cho trẫm thực sự không thể nào quyết định được. Khởi bẩm quan thượng, ba chuẩn thế rồi. Hả? Hai Khanh lưu xuống trước để trẫm suy nghĩ kỹ rồi triệu các ngày sau. Hạ thần xin cáo từ. Hoàng thượng, Bao Chuẩn, người tới đúng lúc đó. Không biết hoàng thượng bỗng dưng triệu Bao Chuẩn nhập cung, có chuyện gì không? Hi, cái chuyện này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng mà làm trầm nhức đầu đó. Hi, nghe nói gần đây điều tra Ngụy Tước và Ngô Chương, có chuyện đó không? Thật sự có chuyện đó. Họ thế nào? Khải bẩm hoàng thượng, Bao Chuẩn đúng ra đang điều tra án mạng của thứ dân Dương Hiền và Mã Xuân Đào. Nhưng mà từ các bằng chứng cho thấy, có liên quan tới Ngô Chương và Ngụy Tước. Hoàng thượng,
có nghe nói Trùng Nhị Hội hay không? Chưa bao giờ nghe. Trùng Nhị Hội là một tổ chức dân gian. Họ tụ tập những người to gan lộng hành để trở thành hội viên. Và những người hội viên đó hết này tới người khác, chết một cách rất ly kỳ. Bao Chuẩn nghe nói thủ não của chúng chính là Ngụy Tước và Ngô Chương. Thiệt là chơi. Hai người đó và thức hiện hách đều là những thanh niên hữu gì, sao làm bằng cái chuyện vô duyên tới như vậy? Bao Chuẩn, có phải là bị người ta ngộ đạo, xem người tốt như là ăn cướp? À phải, vụ án lưu sứ thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, còn chưa có tiến triển. Bao Chuẩn á, Bao Chuẩn, con người của ngươi là vậy đó, chuyện của mình lại không lo, lại lo chuyện mất bình nữa. Ngươi biết không, Lưu Duyên cũng đang chờ câu trả lời. Ngươi đó, để dành cái lòng chánh nghĩa đi, để cho bản thân của mình đi. Hoàng thượng, nhân mạng quan thiên, vụ án của Dương Hiền đã làm mất ba mạng người rồi. Mạng của những người đó đều quan trọng, giống vụ án của Lưu Sứ vậy. Nếu như không để cho thần đệ tiếp tục điều tra vụ án này, Bao Chuẩn không thể nghe lời. Anh nói cũng có lý, nhưng mà Trầm muốn nhắc nhở anh câu, Trấn Nam Dương như Bình Tây Dương đều có công với quốc gia. Dù cho Ngụy Tước và Ngô Chương làm ra chuyện gì, nhất định phải làm vừa phải thôi, đừng bao giờ làm mất thể diện của hai gia đình họ. Ngươi hiểu chứ? Có hiểu hay không? Thật nghe rõ. Hey!